Nhiều sổ quá vậy. Sổ đẹp quá chị ha. Cái loại này giống như cái loại chị đang dùng hàng ngày nào. Nhưng mà thương như vậy thì... Chị là nguyên cái thùng này anh Hoài mua cho chị hết đó hả? Ừ, anh biết chị thích loại giấy này nè, nhưng mà chị tìm hoài không thấy, cho nên là... Được, quá được chứ còn cái gì nữa. Chỉ sợ người ta không biết mình thích gì thôi, chứ anh đã quan tâm chị vậy chứng tỏ anh rất là thương chị. Ủa, vậy chuyện này là chuyện tốt hả? Là mình phải vui mới đúng không? Chứ còn gì nữa. Trời ơi chị, đầy người ngoài kia, người ta không biết được người yêu của mình muốn ăn gì, muốn uống gì. Trong khi đó hằng ngày cứ đi ăn đi uống cùng với nhau. Ảnh quan tâm chị vậy rồi, chị còn nói gì nữa. Chị sợ là không phải quan tâm, mà là muốn thể hiện chủ quyền thôi. Hả? Hả? Gì? Đi dẹp ra ngoài sau giùm chị nha. Dạ. Dạ, xin chào quý khách. Chào chị. Chị cần gì ạ? Tôi là Kim, vợ của anh Hoài. Dạ alo, anh Hoài hả? Chị Lê có chuyện rồi, anh tới tiệm liền nha. Ảnh nói hai người đang ly thân và đang chờ hoàn tất thủ tục ly hôn. Tôi biết là tôi tới đây gặp cô là hơi đường đột, nhưng tôi hết cách rồi. Anh ấy là một người có tâm hồn nghệ sĩ, anh hay rung động những cô gái xung quanh. Tôi đã quá quen với việc nay anh thơ thẩn cô này, ngày mai lại sao xuyến với cô kia. Nếu như cô biết như vậy thì tại sao còn níu kéo? Vì tôi muốn giữ cho con tôi có một người cha mà nó luôn thần tượng. Trước giờ dù đắm chìm trong cảm xúc lạ ở đâu đi chăng nữa thì sau cùng anh cũng biết đường mà quay trở về nhà. Cho nên tôi nghĩ là đỡ mất thời gian của cô, tôi nên nói cho cô biết. Cô nói sao mỗi lần anh chìm đắm đều biết đường quay trở về, vậy tại sao lần này cô lại sợ? Cô nói đúng. Tại sao lần này tôi lại lo sợ? Bởi vì trong lòng tôi luôn có cảm giác bất an. Thú thật là tôi sợ cô, vì cô không như những người phụ nữ khác. Tôi sợ là cái kết sẽ không hay với gia đình của tôi. Cô cũng là phụ nữ, nếu cô có con, cô sẽ không muốn con mình đứng trước sự lựa chọn với cha và mẹ mà, đúng không? Coi như lần này tôi xin cô đó, cô rời xa ảnh có được không? Ai cũng từng say đắm một người không thuộc về mình, nhưng mà cô đừng để con say đắm đó giết chết gia đình của người khác. Cô về đi. Tôi không hứa gì với cô, nhưng tôi sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng, công bằng cho cô và cả tôi.
Lê, sao rồi Lê?